Sau đây là bản tin do Vĩnh hàng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về việc xâm hại nhân quyền. Ngoại trưởng Hàn Quốc thăm Trung Quốc từ ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 4. Seoul phản đối việc Tokyo đưa nội dung sai lệch về chủ quyền đảo Tokto vào sách giáo khoa. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về việc xâm hại nhân quyền. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30 tháng 3 giờ địa phương công bố báo cáo nhân quyền theo từng quốc gia năm 2020. Trong đó Washington bày tỏ lo ngại về việc chính quyền Bắc Triều Tiên đang tiến hành các hành vi xâm hại nhân quyền một cách có tổ chức như lập trại tù chính trị, cưỡng giam tra tấn. Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá tình trạng nhân quyền tại miền Bắc đang ở mức tồi tệ nhất thế giới. Washington nhấn mạnh, vấn đề nhân quyền là một yếu tố thiết yếu trong toàn bộ chính sách với Bình Nhưỡng mà chính phủ tổng thống Joe Biden đang xem xét. Đặc biệt, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Bắc Triều Tiên sẽ phải chịu trách nhiệm về việc xâm hạ nhân quyền. Liên quan tới luật phát triển quan hệ liên triều sửa đổi của Hàn Quốc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đưa ra lập trường nguyên tắc nêu rõ bài toán ưu tiên hiện nay của chính phủ Washington là tăng cường sự tiếp cận thông tin tự do cho Bắc Triều Tiên. Không được xâm hại quyền lợi người khác trong nỗ lực nâng cao quyền tiếp cận thông tin của Bắc Triều Tiên. Liên quan tới việc Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập đến nội dung về luật phát triển quan hệ liên triều sửa đổi của Hàn Quốc trong báo cáo nhân quyền công bố ngày 30 tháng 3 giờ địa phương, một quan chức Bộ thống nhất Hàn Quốc ngày 31 tháng 3 nhấn mạnh không được xâm hại tới quyền lợi của người dân Hàn Quốc ở khu vực biên giới trong nỗ lực nâng cao quyền tiếp cận thông tin cho người dân Bắc Triều Tiên. Chính phủ Hàn Quốc sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế, các tổ chức phi chính phủ để tiếp tục nỗ lực tìm kiếm phương pháp thiết thực giúp người dân miền Bắc có thể biết về thế giới bên ngoài bằng những thông tin chính xác nhất. Tuy nhiên, quan chức trên từ chối đưa ra bình luận trực tiếp về nội dung trong báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ngày 30 tháng 3 giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo nhân quyền theo từng quốc gia năm 2020, trong đó chỉ ra rằng một trong những vấn đề nhân quyền nghiêm trọng nổi cộm tại Hàn Quốc là việc chính phủ cấm hành vi rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên, hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân. Luật phát triển quan hệ liên triều sửa đổi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 với nội dung cấm hành vi rải truyền đơn sang miền Bắc ở khu vực biên giới. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tù tối đa 3 năm hoặc 30 triệu won, 26.500 đô la Mỹ. Ngoại trưởng Hàn Quốc thăm Trung Quốc từ ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 4 Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Cho Ngư Dung sẽ có chuyến công du tới thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc từ ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 4 theo lời mời của người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, dự kiến tham dự hội nghị ngoại trưởng Hàn Trung diễn ra vào ngày 3 tháng 4. Đây là chuyến thăm Trung Quốc của một ngoại trưởng Hàn Quốc sau 3 năm, kể từ tháng 11 năm 2017. Hội đàm ngoại trưởng Hàn Trung lần này cũng diễn ra sau hơn 4 tháng kể từ tháng 11 năm ngoái. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, ngoại trưởng cho gặp gỡ trực tiếp người đồng cấp Vương Nghị. Trước đó, hai ngoại trưởng từng có cuộc điện đàm vào ngày 16 tháng 2 vừa qua. Bộ Ngoại giao giải thích tiếp nối hội đàm ngoại trưởng Hàn Mỹ hôm 17 tháng 3 và hội đàm ngoại trưởng Hàn Nga ngày 25 tháng 3. Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Ngoại trưởng Chong có ý nghĩa trong việc tiếp tục đối thoại chiến lược với các quốc gia chủ chốt xung quanh bán đảo Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao đánh giá, Hội đàm Ngoại trưởng Hàn Trung lần này sẽ là cơ hội để hai bên tìm kiếm phương án phát triển mối quan hệ song phương, đồng thời trao đổi sâu với Bắc Kinh về các vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc nói riêng, vấn đề trong khu vực và trên thế giới nói chung quan chức an ninh hàng Mỹ-Nhật nhóm họp tại Mỹ vào đầu tháng 4. Nhà Trắng ngày 30 tháng 3 giờ địa phương ra thông cáo cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan sẽ có cuộc gặp với Chánh văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Sohun và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhật Bản Kitamura Shigeru tại Washington vào thứ Sáu ngày mùng 2 tháng 4 giờ địa phương. Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 31 tháng 3 cũng công bố lịch trình thăm Washington của ông So-hun, cho biết quan chức ba nước Hàn Mỹ-Nhật sẽ thảo luận để xem xét về chính sách với Bắc Triều Tiên của Mỹ, trao đổi ý kiến về phương án tăng cường hợp tác ba bên. Ngoài ra, ông So-hun cũng sẽ hội đàm song phương với người đồng cấp Sullivan, trao đổi ý kiến về quan hệ đồng minh Hàn Mỹ, các vấn đề nối cộm trong khu vực và toàn cầu trong cuộc gặp riêng với người đồng cấp Nhật Bản, chánh văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc sẽ thảo luận về phương án phối hợp song phương vì thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Phó Tổng thống kỳ vọng, nhưng chuyến thăm này Seoul và Washington sẽ thảo luận và thiết lập được chiến lược hiệu quả trong vấn đề Bắc Triều Tiên, tăng cường quan hệ Hàn Mỹ, đóng góp vào việc đẩy mạnh quan hệ phối hợp Hàn Mỹ và Hàn Mỹ Nhật trong các vấn đề toàn cầu. Seoul phản đối việc Tokyo đưa nội dung sai lệch về chủ quyền đảo Tokto Tô -tô vào sách giáo khoa. Vụ trưởng vụ châu Á Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Y sang Nhoi vào ngày 30 tháng 3 đã triệu mời công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, Soma Hirohisa, tới trụ sở Bộ Ngoại giao để phản đối việc nước này tiếp tục đưa lập luận sai lịch về chủ quyền đảo Tốc Tô, Tô của Hàn Quốc vào phần lớn sách giáo khoa các môn xã hội dùng cho học sinh lớp 10 bậc trung học phổ thông từ năm sau công sứ Soma từ chối trả lời phỏng vấn của phóng viên về các nội dung trao đổi giữa hai bên. Trước đó, Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao Khoa học và Công nghệ Nhật Bản ngày 30 tháng 3 đã mở phiên họp của hội đồng thẩm định và kiểm duyệt sách giáo khoa thông qua 296 cuốn sách giáo khoa, phần lớn các sách giáo khoa môn xã hội thể hiện lập trường đơn phương của Tokyo về chủ quyền đảo Tokto của Hàn Quốc. Ngoài ra, nhiều sách giáo khoa ghi một cách mơ hồ, không chính xác về việc quân đội Nhật Bản từng cưỡng ép phụ nữ mua vui cho quân lính trong chiến tranh, các hành vi xâm hại nhân quyền, bạo hành diễn ra trong quá trình vận hành các điểm mua vui. Bộ ngoại giao Hàn Quốc đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, bày tỏ phản đối mạnh mẽ vì chính phủ Nhật Bản không ghi đúng các sự thật lịch sử, yêu cầu Tokyo phải ngay lập tức chỉnh sửa lại các nội dung liên quan. Bộ ngoại giao nhấn mạnh Nhận thức lịch sử đúng đắn của thế hệ trẻ là nền tảng quan trọng để xây dựng quan hệ hàng nhật hướng tới tương lai. Seoul hy vọng Tokyo đối diện với sự thật lịch sử, có trách nhiệm hơn trong việc giáo dục thanh thiếu niên. Phát hiện tài liệu Nhật Bản chưa trả lương cho 1.299 lao động bị cưỡng ép thời chiến. Chính phủ Nhật Bản ngày 31 tháng 3 đã kỷ niệm tròn một năm nước này mở cửa gian triển lãm đảo Hashima, hay còn gọi là đảo quân hạm. Quần thể di tích được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tokyo vốn quảng bá gian triển lãm này, trưng bày những tư liệu phủ nhận sự thật lịch sử của nước này, từng cưỡng chế lao động người Joseon, tức người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên thời kỳ Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc và không có sự phân biệt đối xử với người Hàn Quốc. Tuy nhiên, đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS đã tìm thấy tài liệu cho thấy người Cho Son bị cưỡng ép lao động thời chiến đã không được trả tiền lương một cách đầy đủ. Trong tài liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, chỉ thị cho công ty điều hành mỏ than trên đảo quân hạm là Mitsubishi ghi chép lại sau chiến tranh Thái Bình Dương năm 1946, có đề cập tới các nội dung như tên, tuổi, quê quán, chi tiết về khoản tiền lương của những người bị cưỡng chế lao động, chưa được thanh toán có tổng cộng 1.299 người, bao gồm những lao động bị cưỡng ép là phụ nữ và trẻ vị thành niên, chưa được thanh toán số tiền lương phải trả lên tới 224.826 yên, theo tỷ giá hiện hành lên tới hàng tỷ won, một tỷ won tương đương hơn 882.600 đô la Mỹ. Tuy nhiên, thay vì trưng bày tài liệu ghi chép trên, gian triển lãm của Nhật Bản chỉ thu thập những chứng cứ phủ nhận sự phân biệt đối xử với người Joseon. Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc họp kín về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc ngày 30 tháng 3 giờ địa phương đã tổ chức một cuộc họp kín thảo luận về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Các nước thành viên bày tỏ lo ngại về việc miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 25 tháng 3 vừa qua, vi phạm quy định về nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc. Tuy nhiên, cuộc họp đã không thông qua một tuyên bố nào. Cuộc họp được triệu tập theo yêu cầu của năm nước châu Âu thành viên Hội đồng Bảo an gồm Anh, Pháp, Na Uy, Estonia và Ireland. Về vấn đề này, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 29 tháng 3 đang tuyên bố của vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao miền Bắc, Cho Cho Su, kết liệt phản đối cuộc họp này, khẳng định Bình Nhưỡng tuyệt đối không bỏ qua việc một số quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an lợi dụng Liên Hợp Quốc để thực hiện các mục đích đen tối nhằm xâm hại chủ quyền, cản trở sự phát triển của miền Bắc. Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới tăng lên mốc 500 ca. Ủy ban đối sát phòng dịch trung ương, thuộc cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 31 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 506 ca nhiễm COVID-19, gồm 491 ca phát sinh trong cộng đồng và 15 ca ngoại nhập, nâng tổng số ca nhiễm lên 103.088 ca. Số ca bệnh nguy kịch là 108 ca, thêm 2 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tính đến nay đạt 1.731 ca. Chính phủ đang lo ngại xu hướng lây nhiễm sẽ tăng do thời tiết vào xuân, nhu cầu du lịch, đi dạo của người dân gia tăng. Nhiều sự kiện sẽ diễn ra trong tháng sau, như lễ phục sinh ngày 4 tháng 4 và bầu cử địa phương bổ sung ngày 7 tháng 4. Theo đó, chính phủ kêu gọi người dân tuân thủ triệt để các quy định phòng dịch. Số người đã tiêm chủng vaccine trong ngày 30 tháng 3 là 28.000 người, Tổng số người đã tiêm phòng đến nay đạt 852.000 người. KDCA cho biết, bắt đầu từ tháng 4 sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen đối với toàn bộ giáo viên nhà trẻ trên cả nước. Từ ngày 8 tháng 4, Hàn Quốc sẽ tiến hành ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho 15.000 đối tượng là giáo viên và nhân viên y tế trong trường đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật và nhà trẻ. Tổng cộng 280.000 giáo viên nuôi dạy trẻ sẽ được tiêm chủng trong quý 2. Cơ quan phòng dịch có kế hoạch siết chặt công tác phòng dịch trong bối cảnh các vụ lây nhiễm tại các cơ sở tôn giáo vẫn tiếp tục xảy ra, đặc biệt là trước thềm lễ phục sinh sắp tới. Phá bỏ rào cản về thông tin cá nhân giữa Hàn Quốc và EU. Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc cho biết, Chủ tịch Ủy ban Yoon Jong-in và Ủy ban Tư pháp Liên minh Châu Âu (EU) DTA Rendes. Chiều ngày 30 tháng 3 đã kết thúc thành công quá trình thảo luận về việc đánh giá tính phù hợp của quy định bảo vệ dữ liệu chung GDPR giữa Hàn Quốc và EU. Thông qua kết luận sơ bộ là phù hợp. Trong tuyên bố chung được công bố, hai bên xác nhận chế độ bảo vệ thông tin cá nhân của Hàn Quốc và EU ở mức cao tương đương nhau, phù hợp để đảm bảo việc trao đổi thông tin cá nhân tự do và an toàn giữa hai bên. Kết luận này chỉ mới là sơ bộ, kết luận cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối năm nay nếu được eu đưa ra kết luận phù hợp tức cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân của một quốc gia tương đương eu thì có nghĩa là doanh nghiệp của quốc gia đó được phép chuyển thông tin cá nhân của người dân eu về nước mình để xử lý tương tự như các nước thành viên eu nếu không được kết luận là phù hợp doanh nghiệp nước đó sẽ bị gánh nặng là phải ký kết riêng từng hợp đồng tiêu chuẩn về việc thực hiện biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân theo yêu cầu của eu với quyết định trên của eu các doanh nghiệp hàn quốc sẽ giảm bớt được gánh nặng này Hàn Quốc bắt đầu thảo luận với EU về tính phù hợp của chế độ bảo vệ thông tin cá nhân từ tháng 1 năm 2017, trước khi EU thi hành GDPR vào tháng 5 năm 2018. Tuy nhiên, quá trình thảo luận đã hai lần thất bại, do Hàn Quốc không thỏa mãn điều kiện tính độc lập của cơ quan giám sát thông tin cá nhân, một tiêu chuẩn quan trọng trong GDPR. Sau đó, chính phủ Seoul đã thông qua gói ba dự luật về dữ liệu vào năm ngoái, trong đó có luật bảo vệ thông tin cá nhân sửa đổi, ra mắt Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân và đạt được tiến trị nhanh chóng trong quá trình thảo luận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.